Bây giờ anh Vinh nó bữa nay đại gia xuống mọi người ơi. Quá dữ. Rồi chào quý vị khán giả nha. Rồi, vô đi anh ơi. Rồi hôm nay anh đại gia dịch tiền mình đi cái đường vô hả? Thằng này phải không? Rồi, họ chị Chiến có biệt thự bự lắm anh. Để đón anh đó. Không. Ba cây số hả? Anh có nói không? Rồi, gắng đi vô. Thương vợ, người yêu rồi, mình phải hết mình mới được. Trời ơi, bữa nay đeo vạt dữ vậy hả? Nãy cũng chuẩn bị chưa có kỹ lắm á, mấy cái kia nặng quá không dám đeo. Đeo ít nè. Vinh Nguyễn. Từ Mỹ Tho Tiền Giang. Rồi sao tới chưa, nhà nào vậy mấy anh? Nãy hả? Em ơi mới tới. Mời tới. Rồi chào vị khán giả nha. Rồi mời quý vị khán giả vô nhà nha. Đây là hủ với nhà đó hả em? Đâu không biết đâu. Dạ, là hủ nhà. Mình ở bán với con mình đó anh. Vô mình ngồi ghế đi. Biết anh đến nãy giờ mới sửa sạn đẹp, chờ anh đến nè. À vậy đó hả? Ít có sửa sạn lắm, biết anh đến thì sửa sạn. Nhà cửa làm sao anh đại gia? Dạ. Nhà cửa này cũng thôn quê ha. Chắc anh chứ này là anh về phải cắt cái biệt thự bự ở đây mới được. Giờ nhà này chắc về rồi. Thấy nhà. Cái này bữa đó nói là sụp vô ở đây đó hả? Dạ. Nó cũng anh biết làm sao không? Cái này nó là cây đó anh. Chứ không phải tường, thành ra nó yếu lắm rồi mình ở tạm đỡ gì đó. Trộn chạy rồi. Cái này phải chứ phải sửa quá, không sửa anh vô có ba lần là rồi luôn đó. Đi đi nhà nhẹ cũng dám đi mạnh nữa đó. Ờ. Bữa lần rồi sập tới nhà, nhà vô cũng nhảy cửa một rồi. Anh hôm nay anh thấy em lạ không? Lạ. Lạ qua bữa không? Lạ. Nhé. Cái này thấy đẹp hơn mà bữa nha, đẹp hơn bữa trước nha. Vào ngoài nữa kìa. Nhìn kỹ rồi đẹp không? Không, nhưng mà quyết định là sửa cái nhà này trước đi, rồi hãy tính tới chuyện đám cưới đi qua. Chứ kiểu này mà giống như anh em nói không tới ba bữa đâu. Cứ sửa cái sàn của bác lại không? Nhà chiếc thì mình thương với nhau thì mình thương, từ từ cứ gấp gì. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nắm tay liền ha. Này không có dám đeo nhiều, sợ bây giờ trộm cướp rồi nó ghê lắm. Đeo hết ít mà vài chiếc thôi. Tại mình có, mình cũng giấu bớt đi, nói mình ăn phô trương quá. Phô trương, ta nói mình... Cái vàng đó là hôm qua anh tặng chị Xiến đeo suốt luôn ta. Đeo suốt luôn đó. Qua ảnh đưa mà dễ gì, trước sau gì cũng chồng tương lai của mình. Đồ vậy của chồng là đeo nha. Hoài chứ đâu có được mà... Ấy đâu. Đi ngoài lột ra nha. Biết ảnh ghé thăm mình nè, thành ra mới đeo này chứ cắt trong tủ đó. Anh cũng có coi trên mạng, nó nghe nó chạy ngang, nó cầm nó giật một cái bụp là mình té luôn đó nghe. Coi ở ra ngoài rồi cắt lại. Có anh đó này mới đeo, em đi đám cưới rồi tôi này tháng đám giỗ rồi mới đeo. Anh còn không dám đeo nữa. Dạ. Hồi xưa là cái này là để một cái bụp cái là gọi luôn đó. Phải dạ. Vậy mà mình có của mình cũng phải giữ bớt chứ. Đúng không có rồi. Trương quá không được. Chuyện là giữ anh giữ dịch luôn nghe, giữ cho nó kỹ nghe không? Dạ.